Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Siêu sao giải ngoại hạng. Vòng 1 của giải ngoại hạng Anh năm nay đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với nhiều bất ngờ. Không phải đội bóng mạnh nào cũng giành chiến thắng và không phải chiến thắng nào cũng đến dễ dàng. Chính sự bất ngờ trên sân cỏ đó đã tạo ra bất ngờ ở điểm số dành cho các cầu thủ. Ngay ở số đầu tiên đã có rất nhiều khán giả tham gia bình chọn ở chương trình Siêu sao giải ngoại hạng. Một điều dễ thấy là phần đông bình chọn đều dự đoán cầu thủ cao điểm nhất nằm trong số các đội bóng nổi tiếng như là Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal hay là Liverpool. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra khi cầu thủ cao điểm nhất của vòng 1 giải ngoại hạng lại không nằm trong số ngũ đại gia của bóng đá Anh. Hãy để bất ngờ đó ở phần sau của chương trình. Trước tiên, hãy cùng chúng tôi điểm lại những diễn biến của vòng 1 Premier League. Những trận giao hữu đầu mùa, Van Gaal đem lại cho người hâm mộ niềm tin mãnh liệt vào ngày trở lại của MU, một ngày trở lại không còn xa. Manchester United liên tục chiến thắng và chiến thắng trước những lớn như Real hay Liverpool. Nhưng khi trận đấu chính thức đầu tiên bắt đầu, thì Van Gaal lại nhận ngay một gáo nước lạnh từ Swansea. Trận đấu mà những lỗ hổng ở hàng thủ đã bị đội khách khai thác một cách triệt để và một bàn thắng đẹp mắt của Rooney là không đủ để giúp MU có được dù chỉ một điểm. Mùa giải trước, Suarez là cây săn bàn chủ lực của câu lạc bộ. Nhưng không có chân sút người Uruguay thì Sturridge và Sterling đã cùng nhau tỏa sáng để giúp Liverpool có được 3 điểm trước Southampton. Tuy nhiên, Liverpool vẫn còn có những lỗ hổng chết người ở hàng thủ. Họ cần kịp khắc phục trong thời gian tới nếu muốn cạnh tranh chức vô địch. Arsenal đã xóa được cái rớp 4 năm liền không thắng được trận mở màn Premier League. Chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace mang lại cho Arsenal 3 điểm rất quý giá. Ramsey tiếp tục là người hùng với bàn ấn định tỷ số. Nhưng Arsenal vẫn chưa phải là hay nhất khi không có những trụ cột như Racine hay Metasaker trong đội hình, trong khi tân binh Alexis Sanchez vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập với đội bóng mới. Trải qua một mùa hè chuyển nhượng bình lặng hơn thường thấy, nhưng những cái tên như Mangala, Fernando, Sagna, Caballero hay Lampard cũng là đủ để bổ sung cho đội hình vốn rất có chiều sâu của nhà đương kim vô địch. Chiến thắng trước Newcastle không phải là dễ dàng, nhưng đó được coi là một sự khởi đầu hoàn hảo về mặt kết quả đối với thầy trò huấn luyện viên Pellegrini. Nếu thể hiện đúng phong độ, các đội bóng khác rất khó để lật đổ Man City. Mourinho đã tuyên bố khóa sổ chuyển nhượng từ rất sớm, bởi ông đã mang về Chelsea những bản hợp đồng cần thiết để bổ sung cho những lỗ hổng ở mùa trước. Costa là người ghi bàn thắng gỡ hòa khi Chelsea bị Burnley dẫn trước. Tiếp đó là Fabregas với hai pha kiến tạo góp phần vào chiến thắng 3-1 cho The Blues. Bây giờ Chelsea không còn là chú ngựa nhỏ như Mourinho miêu tả ở mùa giải trước. Họ giờ đây là một tập thể sẵn sàng đánh bại tất cả. Một tân binh khác của giải Ngoại hạng Anh là Queen's Park Rangers. Dù đã có những sự bổ sung đáng kể, nhưng đội bóng huấn luyện viên Harry Redknapp vẫn khiến người hâm mộ bất an vì lối chơi thiếu cả về ý tưởng lẫn sự gắn kết. Không những thế, tên tuổi lớn nhất mà họ mang về sân Lotus Park hè vừa qua là Rio Ferdinand lại mắc lỗi trực tiếp khiến đội nhà thất bại tối thiểu trước Hull City. Trong các diễn biến đáng chú ý khác, Everton dù hai lần dẫn trước nhưng đều để Leicester gỡ hòa và giành lại một điểm trên sân King Power. Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của tân binh Eric Dier đã giúp Tottenham có được sự khởi đầu thuận lợi dưới triều đại huấn luyện viên Pochettino. Như vậy, kết thúc vòng đấu đầu tiên, ngoại trừ thất bại bất ngờ của Manchester United, thì các đại gia đều đã giành chiến thắng, trong đó Chelsea dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng tốt nhất. Các tân binh như Leicester, Burnley hay Queen's Park Rangers cũng trải nghiệm sự khắc nghiệt của giải ngoại hạng khi đều chưa thể giành chiến thắng. Giải ngoại hạng Anh có 20 câu lạc bộ. Chính vì thế mà các bạn luôn có 20 sự lựa chọn khác nhau để nhắn tin bình chọn cho cầu thủ có số điểm cao nhất vòng đấu. Đơn giản là bởi các bạn không cần phải nhắn tin tên cầu thủ mà chỉ cần nhắn tin đội bóng mà anh ta đang khoác áo là đủ. Luật chơi của chương trình Siêu sao giải ngoại hạng sẽ giải thích rõ hơn nữa cách tính điểm cho cầu thủ, hình thức tham gia với người chơi, cách chọn người thắng cuộc và đặc biệt là cơ cấu giải thưởng hấp dẫn của chương trình. Giải thưởng cực kỳ hấp dẫn, nhất tuần 5 triệu đồng, nhất tháng 15 triệu đồng, nhất năm 50 triệu đồng cùng một chuyến đi Anh xem giải ngoại hạng. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là dự đoán chính xác đội bóng của cầu thủ cao điểm nhất mỗi vòng đấu của giải ngoại hạng Anh. Hệ thống tính điểm đối với các cầu thủ được thiết lập một cách chi tiết, căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó có điểm cộng và điểm trừ. Nếu có nhiều cầu thủ thuộc các đội bóng khác nhau cùng cao điểm nhất, thì đội xếp cuối cùng trong nhóm các đội bóng này sẽ là đội bóng có cầu thủ xuất sắc nhất. Tham gia dễ dàng bằng cách nhắn tin qua tổng đài 6602.
nếu có nhiều hơn một người và không quá 50 người cùng trả lời đúng, hình thức bốc thăm được sử dụng để tìm ra người chiến thắng. Nếu có nhiều hơn 50 người cùng dự đoán đúng, hệ thống sẽ chọn ra 50 người đoán đúng và sớm nhất để tiến hành bốc thăm. Để nắm bắt những thông tin chi tiết, truy cập website siêusaongoaihang.vn hoặc thetao.vtv.vn. Tham gia hôm nay, nhận ngay giải thưởng từ Siêu Sao Giải Ngoại Hạng. Chúng tôi luôn tò mò chờ đợi xem ai sẽ là người đạt điểm số cao nhất sau mỗi vòng đấu. Vì khán giả có khả năng phân tích dự đoán đó sẽ giành được giải thưởng rất hấp dẫn của chương trình là một phần thưởng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. Người nhất tháng sẽ có phần thưởng trị giá 15 triệu đồng. Trong khi đó, khán giả giành vị trí nhất năm sẽ có phần thưởng còn hấp dẫn hơn nữa. Số tiền là 50 triệu đồng cùng một chuyến đi Anh dành cho hai người và một cặp vé xem một trận đấu của mùa giải Premier League 2015-2016. Cách thức tham gia bình chọn chắc các bạn đã thuộc lòng và chúng tôi cũng xin được nhắc lại để giúp cho những người chưa biết về thể lệ nhắn tin có thể cầm ngay điện thoại để nhắn tin bình chọn từ vòng 2 trở đi. Cú pháp rất đơn giản, chỉ cần soạn tin nhắn FPL dấu cách mã đội rồi gửi tới 6602, trong đó FPL là mã viết tắt của chương trình, mã là mã của 20 câu lạc bộ tham gia vào Premier League 2014-2015 rồi gửi tới 6602. Mã câu lạc bộ của 20 đội bóng dự Premier League được hiển thị ở chữ chô dưới màn hình và quý vị cũng có thể theo dõi mã của 20 câu lạc bộ cũng như là thể lệ của chương trình tại website siêusaongoaihang.vn. Ví dụ nếu bạn chọn một cầu thủ nào đó của Manchester City có số điểm cao nhất vòng, quý vị chỉ cần soạn tin theo cú pháp FPL dấu cách MCI rồi gửi 6602. Cao rắn giảm đông nhất Salon Pass Pain Relief Patch đã có mặt tại Việt Nam. Ui cha, Salon Pass Pain Relief Patch, giải pháp hiệu quả làm dịu nhanh những cơn đau nhức, tự dán thật dễ dàng. Miếng dán màu da Salon Pass Pain Relief Patch chứa 10% methyl salicylate và 3% L-menthol, hiệu quả giảm đau đến 12 giờ. Mềm mại, có thể kéo và co giãn tốt, giảm đau thật hiệu quả. Công dụng trên vùng da bị tổn thương hay vết thương hở, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta cùng tìm hiểu vì sao mà không một đội bóng lớn nào sở hữu cầu thủ giành được nhiều điểm nhất vòng đấu khai màn giải Ngoại hạng Anh. Hãy bắt đầu với gương mặt ấn tượng nhất của Liverpool. Raheem Sterling ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng sít sao trước Southampton. Bàn thắng ấy giúp cho tiền vệ này có được 5 điểm. Một pha kiến tạo cho Sturridge ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 giúp Sterling có thêm 3 điểm. Và việc thi đấu trọn vẹn 90 phút giúp cho cầu thủ mang áo số 31 của Liverpool ghi thêm 2 điểm nữa. Đội bóng của Anh để thủng lưới một bàn nên anh không có thêm điểm ở mục này. Anh không nhận thẻ vàng cũng không nhận thẻ đỏ và vì thế cũng không bị trừ điểm. Vậy tổng điểm sau trận đấu của Raheem Sterling là 10. Laurent Koscielny là cầu thủ cao điểm nhất của Arsenal. Hậu vệ này giành được tổng cộng là 8 điểm trong trận thắng 2-1 của pháo thủ trước Crystal Palace và 6 điểm. Trong số đó chính là nhờ anh đã ghi được một bàn thắng. Xin được nhắc lại là theo như hệ thống tính điểm của siêu sao giải ngoại hạng, hậu vệ hoặc thủ môn ghi một bàn sẽ được 6 điểm, tiền vệ được 5 điểm, còn tiền đạo được 4 điểm. Hai điểm còn lại của Koscielny là do anh thi đấu trọn vẹn 90 phút và cũng xin được nhắc lại, cứ thi đấu 60 phút trở lên mỗi trận thì cầu thủ sẽ giành được 2 điểm. Nhà đưa kim vô địch Manchester City chỉ sở hữu đúng một cầu thủ chạm tới cột mốc 7 điểm. Đó là David Silva thi đấu trọn vẹn 90 phút, trận thắng 2-0 trước Newcastle. Anh ghi một trong hai bàn thắng và đội bóng của anh không thể thủng lưới. Thế nên đáng ra tiền vệ người Tây Ban Nha có thể giành được 8 điểm nếu như anh không phải nhận một thẻ vàng. Hành động đã khiến anh bị trừ 1 điểm. Chân sút cự phách của Manchester United Wayne Rooney đã ghi một bàn thắng ấn tượng trong trận gặp Swansea. Nhưng ngoài ra, anh chỉ còn thêm một yếu tố được cộng điểm là thi đấu trọn vẹn 90 phút. MU gây thất vọng ở trận ra quân và các cầu thủ của họ cũng làm cho fan hâm mộ cảm thấy phiền lòng bởi Rooney với 6 điểm đã là cầu thủ có số điểm cao nhất của đội bóng chủ sân Old Trafford. Bằng điểm với Rooney còn có một vài tên tuổi nổi bật khác như là Daniel Sturridge của Liverpool hay là Gerrard và Gael Clichy của Manchester City hay Kim Sung-yang của Swansea, người đã góp phần khiến cho Rooney cùng các đồng đội trong màu áo MU phải nếm trải nỗi buồn thất trận với một trong hai bàn thắng mang lại chiến thắng cho Swansea. Chelsea thi đấu muộn và kết quả thắng 3-1 trước Burnley có thể làm cho người hâm mộ The Blues tạm hài lòng, nhưng về các cá nhân thì cũng không có cầu thủ nào của Chelsea vượt quá 8 điểm.
Cá nhân duy nhất giành được 8 điểm trong đội hình được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Mourinho đó chính là Branislav Ivanovic, trong đó 2 điểm nhờ thi đấu trọn vẹn 90 phút và 6 điểm nhờ ghi được 1 bàn. Và đây, điều ngạc nhiên mà chúng tôi muốn chỉ cho quý vị, không phải những tên tuổi lớn mà Hull City mới là đội bóng sở hữu tới 2 trong 3 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng điểm số của các cầu thủ. James Chester là một trong số đó, 2 điểm nhờ thi đấu 90 phút, 6 điểm nhờ ghi một bàn và 4 điểm nhờ đội bóng của anh giữ sạch lưới trong trận thắng tối thiểu trước Queen Park Rangers, giúp hậu vệ này giành được 12 điểm, số điểm mà không ai có thể vượt qua sau vòng đấu đầu tiên. Cũng giành được 12 điểm là người đồng đội Alan McGregor. Thành tích ấn tượng nhất của thủ thành Hull City là không để thủng lưới trong tình huống đối mặt với tiền đạo đối phương chơi chấm phạt đền. Điều đó giúp cho anh giành được 5 điểm, 4 tình huống cản phá McGregor, giành thêm 1 điểm, 4 điểm nhờ việc đội bóng của anh không thủng lưới và thêm 2 điểm nhờ thi đấu trọn vẹn 90 phút. McGregor cũng có tổng điểm là 12 điểm và trong lượt chơi của siêu sao giải ngoại hạng, nếu như hai cầu thủ bằng điểm nhau thuộc cùng một đội bóng hoặc thuộc hai đội bóng có cùng điểm và các chỉ số phụ, cầu thủ thi đấu ở tuyến dưới sẽ được ưu tiên. Lời chúc mừng dành cho Alan McGregor cũng là lời chúc mừng của chương trình dành cho các khán giả đã dũng cảm bỏ qua những tên tuổi lớn mà sự lựa chọn một đội bóng nhỏ như là Hull City để đặt niềm tin. Niềm tin này dù mạo hiểm nhưng lại được đặt đúng chỗ, và trong các khán giả dũng cảm thì ai sẽ là người may mắn nhất, chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa. Trong lúc quý vị và các bạn chờ đợi, hãy cùng chiêm ngưỡng những pha bóng giúp cho Alan McGregor, thủ thành của Hull City, trở thành cầu thủ giành điểm cao nhất vòng đấu. Thưa quý vị và các bạn, Alan McGregor chính là cái tên gây bất ngờ ở vòng 1. Rất nhiều khán giả bình chọn cho những cầu thủ thi đấu cho các đội bóng ứng cử viên vô địch mà quên mất rằng thủ môn đang khoác áo cho câu lạc bộ Hull City này chính là người giành được điểm số cao nhất tuần. Vì thế mà ba khán giả đã nhắn tin FL dấu cách HUL rồi gửi đến số 6602 đều xứng đáng giành được giải thưởng 5 triệu đồng. Thế nhưng chỉ có một người được nhận giải thưởng hấp dẫn này thôi. Vì thế mà ba khán giả đã dự đoán đúng của tuần vừa rồi sẽ hồi hộp chờ đợi màn bốc thăm để xác định vị khán giả may mắn nhất. Để đảm bảo tính công bằng cho người chơi, chúng tôi đã mời đến trường quay vị khách mời đặc biệt tham gia chương trình ngày hôm nay, đó là cựu tuyển thủ quốc gia trung vệ Phạm Như Thuần. Xin được chào đón trung vệ Phạm Như Thuần đã đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Quỳnh Chi, xin chào quý vị khán giả của chương trình Siêu Sao Giải Ngoại Hạng. Và ngay bây giờ thì Quỳnh Chi xin mời anh Phạm Như Thuần sẽ bốc thăm chọn ra người may mắn nhất sẽ trúng giải thưởng tuần trị giá 5 triệu đồng của chương trình. Và bây giờ sẽ là số điện thoại đầu tiên. Tôi rất sẵn sàng với công việc khá là thú vị này. Đây là số điện thoại đầu tiên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ xem số điện thoại thứ hai là gì ạ. Xin mời anh. Vâng, đây chính là số điện thoại tiếp theo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điện thoại cuối cùng. Chủ nhân của số điện thoại đã dự đoán chính xác đội bóng có cầu thủ có số điểm cao nhất trong tuần vừa qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để tránh việc anh Phạm Như Thuần là bạn của một trong ba chủ nhân của số điện thoại này thì chị Quỳnh Chi sẽ đảo ba quả bóng này lên ạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng chắc chắn là một trong ba vị chủ nhân của số điện thoại này đang rất hồi hộp không biết là mình có phải là người giành được 5 triệu đồng trong tuần này không. Xin mời anh Thuần. Vâng, và không biết là chủ nhân của số điện thoại này có thực sự là quen với anh Như Thuần không ạ? Số điện thoại 0164 9083 183. Xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã giành được giải nhất tuần với trị giá giải thưởng là 5 triệu đồng. À,
Vâng, thưa anh Như Thuần, anh có bất ngờ không khi là một cầu thủ câu lạc bộ Hull City đã giành được số điểm cao nhất trong tuần vừa qua? Tôi khá là bất ngờ, bởi vì là hầu như ở giải Ngoại hạng Anh thì những cái bình chọn tôi luôn luôn nghĩ rằng là những cái câu lạc bộ lớn, ví dụ như Manchester United hoặc Chelsea hay là Arsenal và những cầu thủ ngôi sao của họ, khá là bất ngờ với Hull City đã giành chiến thắng ở trong cái cuộc bình chọn này và thủ môn của họ lại là người xuất sắc nhất. Cá nhân tôi thì tôi cũng có bình chọn trong tuần vừa qua và cái câu lạc bộ mà tôi gửi tin bình chọn đấy là Manchester United với Wayne Rooney và Chelsea với Diego Costa, một cầu thủ mới đầu quân. Nhưng rất tiếc đã không thành công trong cái lần nhắn tin vừa rồi, và chắc chắn là trong tuần tiếp theo tôi sẽ phải cân nhắc rất là kỹ khi mà mình bình chọn có thể là một cái câu lạc bộ có tên tuổi vừa phải hoặc thậm chí nhỏ như Hull City và một cầu thủ nó vô danh nhưng đã giành được giải thưởng ở trong cái cuộc bình chọn này, và tôi chắc chắn sẽ phải hàng tuần tôi vẫn phải bình chọn tiếp theo. Vâng, biết đâu sang tuần tới thì tình yêu của anh dành cho Manchester United hay là Chelsea sẽ được đền đáp thì sao ạ? Và chúc anh sẽ may mắn trong các tuần tiếp theo, và chúc cho quý vị khán giả cũng sẽ may mắn, và hy vọng là có thể tuần tới chúng ta sẽ gặp nhau với cương vị anh sẽ là chủ nhân của số điện thoại trúng giải của tuần tiếp theo ạ. Xin được cảm ơn anh Như Thuần đã nhận lời đến trường quay của chúng tôi ngày hôm nay và mang lại may mắn cho chủ nhân của số điện thoại đã giành được giải nhất tuần với trị giá 5 triệu đồng. Và chúc quý vị và các bạn sẽ may mắn trong tuần tiếp theo. Ban tổ chức của chúng tôi sẽ liên lạc ngay với chủ nhân của số điện thoại đã may mắn trúng giải thưởng trong tuần đầu tiên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về vòng đấu thứ 2 diễn ra vào cuối tuần này. Giải Ngoại hạng đã bắt đầu với sự ổn định của các đội trong top 4 mùa trước, với tất cả những cái tên trong nhóm này đều có 3 điểm. Tuy nhiên, có một thực tế rằng bộ tứ này sẽ không thể duy trì được bạch thắng khi hai trong số họ phải đối đầu với nhau trong trận đấu tâm điểm của vòng 2. Thất bại ngay tại Old Trafford sẽ khiến cho Van Gaal cần thêm nhiều việc nữa trên sân tập cũng như ở bàn đàm phán. Những cái tên tiềm năng theo chân trời châu Âu cũng sẽ có thêm những màn thử thách khác nhau. Trong tất cả các trận đấu nội bộ của thủ đô London, có vẻ như Chelsea sẽ dễ thở nhất. Chiến thắng đầy thuyết phục ở vòng đầu trước Burnley đã giúp cho Chelsea có được ngôi đầu bảng. Và đối thủ của họ vòng này tiếp tục sẽ là một cái tên từng chơi ở Championship mùa giải trước là Leicester City. Chưa có được một liều thuốc thử thật sự mạnh cho những tân binh của Mourinho đem về Stamford Bridge. Nhưng nếu họ tiếp tục thể hiện như những gì đã làm được ở Burnley thứ 3 vừa qua thì không khó cho The Blues có được 3 điểm. Đội bóng cùng thành phố của Chelsea cũng có được một ông chủ nước ngoài. Nhưng cách mà Vichai Srivaddhanaprabha đầu tư đang bị đặt ở dấu hỏi. Con trò của Nigel Pearson đã phải rất vất vả mới cầm hòa được Everton ở vòng trước. Họ có thể trụ hạng nếu có được những cái tên chất lượng. Nhưng trước hết thì phải thi đấu tốt trước các học trò của người đặc biệt đã. Đội bóng cùng thành phố với Chelsea là Arsenal vòng này sẽ gặp phải một thử thách khá lớn. Các pháo thủ đang phải trải qua một lịch thi đấu rất khó khăn với nhịp độ 4 ngày một trận. Đối thủ ở vòng này của Wenger là Everton. Đội bóng đã đánh bại Arsenal 3-0 trong lần gặp nhau gần nhất và thách thức các chàng trai tới từ Bắc London một suất dự Champions League mùa trước. Trận hòa thiếu may mắn ở vòng trước khi đối đầu với một đội bóng mới lên hạng như Leicester chưa phải là một bước lùi. Và động lực giành điểm trước một đối thủ mạnh của Everton có thể khiến cho các cầu thủ Arsenal phải thật sự tập trung khi thi đấu ở Goodison Park. Trận thua muối mặt ngay từ ngày mở màn đã khiến cho Manchester United rơi xuống vị trí thứ 14. Đó là một sự thất vọng cho các cổ động viên của Quỷ Đỏ khi mà họ đã từng kỳ vọng các nhà đương kim vô địch Guinness Cup thể hiện một cách mạnh mẽ hơn. Van Gaal đã sai lầm khi bố trí sơ đồ 3 trung vệ, và ông sẽ phải có cách khác để điều chỉnh đội hình Manchester United. Đối thủ của Rooney và các đồng đội vòng này sẽ là Sunderland, đội bóng đã từng vượt qua chính lửa đỏ thành Manchester hơn một lần trong hành trình trụ hạng thần kỳ của họ, lẫn ở Carling Cup mùa giải trước. Sunderland liệu sẽ đem đến ánh sáng cuối đường hầm cho nhà vô địch Premier League năm 2013, hay đoàn quân của Gustavo Poyet sẽ làm sự lo lắng của các fan Quỷ Đỏ thêm dài. Trận đấu muộn nhất của vòng 2 sẽ là cuộc đối đầu tâm điểm tại Etihad. Cả Man City và Liverpool đã làm nên một trong những cuộc rượt đuổi cho chức vô địch hấp dẫn nhất trong lịch sử Premier League. Hai đội bóng này cũng đã giành được chiến thắng để có mặt ở top đầu bảng xếp hạng. Không mua thêm tiền đạo, nhưng Pellegrini vẫn khá bình thản bởi phong độ ổn định của Seco, Silva và sự trở lại của Jovetic. Còn Liverpool, chiến thắng ở vòng trước khi đối đầu với Southampton chưa làm các fan của The Kop yên tâm khi hàng thủ vẫn có vấn đề, còn hàng công cầm một chân sút đẳng cấp hơn. Cắt hết những so sánh đó, những lần đối đầu nảy lửa của hai đội gần đây hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả một màn so tài khó đoán và hấp dẫn vào cuối tuần này.
ngoài những trận đấu của những cái tên cạnh tranh cho chức vô địch, thì một số cuộc đối đầu đáng chú ý của vòng 2 cũng sẽ khiến các khán giả phải bận tâm. Đó là trận thương khác giữa hai đội bóng thành phố London là Tottenham và Queen's Park Rangers, hay trận đấu tại Birmingham giữa Aston Villa và Newcastle. Xin được nhắc lại một lần nữa, chương trình siêu sao giải ngoại hạng có thể lệ chơi rất đơn giản nhưng phần thưởng lại có giá trị cao. 5 triệu đồng dành cho người nhất tuần, 15 triệu đồng cho người nhất tháng và 50 triệu đồng cộng một cặp vé đi Anh cho hai người và xem một trận đấu của giải ngoại hạng mùa 2015-2016 dành cho người nhất năm. Ngay từ bây giờ, bạn hãy cầm điện thoại và soạn tin nhắn FPL dấu cách mã câu lạc bộ rồi gửi đến số 6602. Vào 16:40 tuần sau, số thứ 3 của chương trình Siêu sao giải ngoại hạng sẽ được lên sóng trên kênh VTV3 và VTV3 HD. Khi đó chúng ta sẽ lại được gặp gỡ với những người trúng thưởng tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Không dùng trên vùng da bị tổn thương hay vết thương hở, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.